stay here with you under sunny skies, looking in your big brown eyes. Time goes by, but my heart stays true, and every smile. Hiện tại thì Linh Trang đang có mặt trong gian hàng Trần Yong Online Công, công nghệ cao cấp đến từ Singapore. Và như các bạn thấy thì xung quanh đây có rất nhiều tấm Trần Yong, và với hai tấm Trần Yong đó là với hai kích cỡ, đó là 30x30cm và 48x48cm. Và ngay bây giờ hãy cùng Linh Trang tìm hiểu từ sản phẩm này nhé. Các bạn thân mến, trước mắt các bạn lúc này là tấm Trần Yong với kích thước là 30x30cm. Như các bạn thấy ở đây nó rất đa dạng về chủng loại với công nghệ rất hiện đại. Và như các bạn thấy thì tấm Trần Yong này với kết cấu của nó là những tấm trần không lộng khung với kết cấu rất chắc chắn. Và công nghệ được sử dụng ở đây đó là công nghệ dập nổi để tạo hình 3D như thế này, cũng như là được phủ sơn da nhiệt bằng công nghệ nano. Và ở đây thì có rất nhiều mẫu mã và chủng loại. Và đối với kích thước 30x30cm này thì có đến khoảng 20 chủng loại rất là đa dạng để cho các bạn lựa chọn. Nó có thể là tròn hay là các hình thức hoa văn rất là hấp dẫn. Và như hoa văn ở đây thì còn được mệnh danh là hoa nữ hoàng. Như các bạn thấy cùng với tên gọi của nó thì các cái tấm trần nhôm này rất là mang một tính rất là dịu dàng, nhưng không kém phần khiến sức khỏe nói chuyện. Và tiếp theo mình trong một giới thiệu với các bạn đó là cách hình hài để khi mà ghép vào thì sẽ được một mẫu hoa văn. Và cũng có thể là các hình rất đơn giản như chỉ là hình vuông hay là hình caro mà thôi. Và đối với tấm trần nhôm với kích thước là 30x30cm như thế này thì rất thích hợp với các căn phòng có diện tích nhỏ như là phòng ngủ nhỏ hay là phòng tắm như là sau bếp. Và bây giờ hãy tiếp tục cùng Linh Trang tham gia tìm hiểu thêm về tấm trần nhôm với kích thước 48x48cm nhé. Các bạn nhìn thấy ở đây đó là các tấm trần nhôm với kích thước 48x48cm. Khác với tấm trần 30x30cm thì tấm trần này chỉ có khoảng 10 mẫu mã thôi. Thì mẫu mã của nó như vậy là cũng đã đủ đa dạng và rất đặc sắc rồi. Những mẫu mã ở đây thì cũng giống như với tấm trần kia thì nó có thể là từ hiện đại hay là cổ điển, với những nét rất là đặc trưng. Nó có thể là hình tròn hay là rất nhiều các hoa văn khác. Và đối với tấm trần 48x48cm này thì rất thích hợp với các phòng có không gian diện tích lớn như là diện tích phòng khách hay là các bạn nên với tấm trần nhôm dù là ở kích thước 30x30cm hay là 48x48cm thì các bạn có thể chọn được rất nhiều các mẫu mã. Và đối với trần nhôm cao cấp này, trần nhôm Prime, thì các bạn có thể sử dụng ở nhiều không gian khác nhau như là phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm hay thậm chí là cả nhà bếp nước. Và với trần nhôm Prime thì các bạn có thể dùng thay thế nó như là thay thế trần gỗ hay là trần thạch cao để khắc phục những cái điểm mà tiếp tục xem video tiếp theo để các bạn sẽ tìm hiểu được. Và một bật mí nữa là Linh Trang muốn giới thiệu cho các bạn là các cái tấm trần nhôm cao cấp này thì có thể có những phần nhôm đi kèm rất là đặc sắc và đặc điểm nhấn. Đó có thể là đèn sửa hay là đèn led hay là quạt sửa gió nữa. Và hãy tiếp tục theo dõi những video tiếp theo để tìm hiểu về trần nhôm cao cấp Prime nhé. Your love, it shines right through, and in this moment, I'll make it last.